Rồi, xin chào cô chú anh chị nhá. Từ ngày mà có con rửa xe pin như này thì chăm rửa xe lắm. Đấy, con này thì nó cực kỳ tiện lợi luôn. Đấy, có mỗi một cái máy như này với cả một cái dây. Ví dụ như là cô chú anh chị có một cái xô nước hay là một cái bình lavi như này thả vào, bấm thôi là nó chạy thôi. Đấy, rất là tiện luôn. Đấy, nó không liên quan gì dây điện cả. Đấy, thì con này thì muốn giới thiệu cho mọi người quay gần vào đây giúp anh con này, mã của nó đây nhá. Đấy, rửa xe sử dụng pin của Hokan, mã của nó là 4820. Đây là mẫu mới nhất và cải tiến nó khỏe hơn so với cả mẫu 3828BL. Đấy, con này động cơ nó khỏe hơn, nó nhiều đầu bếp hơn. Đây, ví dụ như là mọi người mua một thân máy nhá. Cái con này nếu mà thân máy chưa có pin sạc thì giá nó sẽ là 1,1 triệu là đầy đủ hết. Đây, súng này, đấy, bình tạo bọt tuyết đây. Mà bình tạo bọt tuyết là con hay cái nó có chỉnh được cái mức độ dày và thưa của bọt tuyết. Đấy, một cái cút lọc để cho chúng ta lọc nước khi mà hút vào rồi, đúng không? Rồi hai cái đầu bếp, thực ra là 4 đến 5 đầu bếp chứ đâu phải 2. Đây này, nếu mà tính ra thành 3 cái đầu nhá. Rồi 2 cái đầu nhá. Đấy, một đầu thì nó là đầu chuyển đổi thì để mọi người chuyển lên đây. Một đầu thì là phun và xoay trực tiếp. Đấy, con này thì thế còn dây là 5m, 5m là có dây chia luôn. Đấy, và ngoài ra thì Hokan sẽ tặng thêm cho mọi người một cái xô. Đấy, thời gian này nó có chương trình nó có. Thì đây là 1,1 triệu là chưa có pin sạc. Đấy, pin thì nó là chân Makita phổ thông, nó có rất là nhiều loại. Đây, ví dụ như là quả em đang dùng là quả 4A Super. Đấy, quả này thì giá đang có chương trình tặng sạc thì là 650. 650 cộng với 1,1 triệu thì nó sẽ rơi khoảng 1,750. Đấy, trường hợp mà muốn mua nó rẻ hơn thì chúng ta mua pin nó dung lượng nó thấp hơn. Đấy, tuy nhiên thì có thể nó sẽ không đủ dòng xả và không đủ dung lượng để chúng ta dùng. Đấy, tại vì máy rửa xe pin thì cũng phải đủ, ít nhất phải đủ rửa xong cái xe hay là tưới cây phun tiếc cái thứ, đúng không? Đây thì tháo lắp đơn giản lắm, mọi người tháo này ra. Đấy, ví dụ như này, tháo ra. Đây, cái cần nối dài này em bảo đây. Đấy, cần nối dài này. Đấy, ấn vào rồi nối vào đây. Đấy, còn thế còn mấy cái cần này thì mọi người tự nối nhá. Đấy, đây này, cái đầu vòng vàng này tự nối đây. Đấy, thì rất là tiện luôn và gọn nhẹ trong ngõ dùng. Đấy, con này là sử dụng động cơ là không chổi than nhá, chính hãng của Hokan. Đấy, mã 4828 mà nó có chỉnh áp ở đây. Đấy, thì bây giờ sẽ lắp bình bọt tuyết vào cho mọi người xem cái mức độ bọt tuyết. Đấy, cũng khá là hay là bình này nó tạo bọt cực kỳ dày luôn, cực kỳ đẹp luôn. Đây, mọi người xem nhá. Em quay góc này này cho mọi người nhìn thấy đây. Nghe chưa? Đấy, mọi người nhìn thấy không? Mức độ rất là dày luôn. Tạo bọt cực kỳ dày luôn. Đấy. Đấy, thì bây giờ em sẽ chuyển sang nhá để rửa. Đấy, thử dùng đúng một bình 19 lít xem là nó có đủ để rửa không nhá. Đấy, đúng một bình 19 lít xem đã đủ để rửa sạch không. Đấy, các đầu bếp này. Đấy, ví dụ mọi người muốn phun thẳng nhá. Đấy, xoay đây. Đấy, phun thẳng. Đấy, phun thẳng này. Đấy. Thế còn muốn mua xun xoè này. Đấy. Đây này, quay lên đây. Đấy, phần này là có đất đỏ được bẩn này. Đấy. Đấy. Phun góc nữa này. Cái góc này chính là góc tưới cây này. Đấy, quả như này. Đấy.
Đấy thì coi như là dùng máy pin thì khẳng định luôn đó là an toàn tuyệt đối, không có tiếp xúc điện đâu mà giật đúng không? Chẳng nhẽ hôm nào em ra ngoài trời mưa em rửa cho mọi người à? Đấy, rất nhiều video của em rồi, từ so sánh với cả hãng khác này, từ rửa ô tô này, rửa vỏ này, tưới cây, tưới lan các thứ rất là nhiều rồi. Đấy, con này thì cực kỳ đa năng luôn. Đấy, chúng ta mua về bố mẹ chúng ta tưới cây đúng không? Phun thuốc, chúng ta thì rửa vỏ xe, đấy, rửa vỏ ô tô được luôn. Đấy, cực kỳ ok mọi người nhá.